mang hoàng thượng ra chợ để phụ bán hàng và cái kết. Dạo này sạp ra ngoài chợ đông khách nên hôm nay Sen mang hoàng thượng ra phụ bán hàng với mình. Thì nói chung là ban đầu cũng hăng hái đồng ý ra chợ phụ con Sen bán hàng lắm. Nhưng đây chính là 30 phút sau khi ngồi canh sạp cho con Sen, hoàng thượng cứ nằm lăn quay ra mà ngủ, mặc kệ sự đời như thế nào luôn. Còn trong khi đó con Sen tất bật bán hàng tối tăm mặt mũi. Rồi có phụ dữ chưa hả mèo? Này là phụ lòng Sen chứ phụ bán hàng cái gì hả? Ngủ đến mất người khác sờ bụng, nhéo mặt vẫn cứ gọi là ngủ ngon lành cành đào. Ngủ hết cạnh mấy trái dưa chuột rồi lại chạy sang hàng rau để mà ngủ. Hầu mấy có khách nào ưng cái con này thì mua bó rau Sen tặng kèm nó luôn. Chứ ra giá bán sợ không ai mua ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.